ngồi gốc cây đa. Đó, thấy chưa? Chú ngồi đang ngồi gốc cây đa nè mọi người. Đẹp chưa? Đó. Hôm nay thì Nam đã quá thanh thành cho nhặt chú ngồi cây đa đang ở trên cung trăng. Một tí xíu nữa mọi người sẽ gặp chị Hằng Heo. Ý lộn, chị Hằng Nga. Chị Hằng Nga đây mọi người. Chị Hằng Nga ra. Chị Hằng Nga siêu đẹp luôn, mảnh mai lắm luôn, sexy lắm. Rồi đó, cùng với thì có Mù Thủy nè, Cám nè, rồi Mẹ Cám nữa. Đều nhân vật của mọi người. Hôm nay mọi người sẽ chiêm ngưỡng mà nói chung cái câu chuyện cổ tích Việt Nam và cả nước ngoài luôn nha. Có Aladdin nữa, 70 tiếng có và cây đèn thằng nữa. Tí xíu hình như là sẽ có cây đèn thằng xuất hiện rồi đó. Hay hình như là vậy, trong một ký ức của em là vậy. Cho nên là mọi người hãy đến đây chơi cùng với chúng em đi. Đêm nay là sự kiện cuối cùng của đợt rồi. Đó, của tuần này chứ, xuất hiện đợt của ở tuần này. Cho nên là hãy tranh thủ, nếu như mà không có làm gì thì hãy chọn ở đây nhà văn hóa thiếu nhi cùng với đoàn ô tô Sài Gòn Tân Thời để mà giải trí với mọi người cuối tuần đó, vui vẻ và nhận được các phần quà từ đoàn ô tô Sài Gòn Tân Thời nha mọi người nha. Bye bye, cùi đi mua nước uống này. Cảm ơn chú cùi. Đây bây giờ mình sẽ qua gặp bà nhân dân. Mọi người đã đến nhà thiếu nhi chơi chưa? Đến thì đến lẹ lên, tranh thủ lẹ lên. Tại vì chương trình sắp bắt đầu rồi. Em đêm nay ngoài việc chiêm ngưỡng những cái nhan sắc gọi là lộng lẫy, chim sa cá lặng như cái nhan sắc này đây, thì mọi người sẽ được thưởng thức những cái nhan sắc mà gọi là nhan sắc đẹp quá, gọi là gì? Gọi là gì? Sắc nước hương trời đồ đó. Đây là chim sa cá lặng nè. Đi chưa? Trời ơi, cái này là cá nó chìm luôn. Con cá nó chìm, nó chết tình luôn 3-4 ngày sau nó mới nổi lên. Đó. Còn mấy bà kia cũng dữ hơn nữa. Mọi người đến đi lẹ đi, chương trình sắp bắt đầu rồi, lẹ nhanh lẹ tay đi. Đi ăn tâm rồi, về nhà rửa chén giặt đồ tâm rồi. Và bây giờ mình lên đồ, mình lại nhà hiếu nhi, mình coi BD hát lô tô nha. Vui lắm. Thì đoán, thì nhìn thì cũng đoán được rồi. Đó là nhân vật là con Cám. Chỉ có con Cám mới đẹp vậy thôi. Đó, chỉ có con Cám mới đẹp vậy thôi. Còn ngoài ra là dưới cơ hết. Đó rồi, rồi. Đó rồi. Nhớ nha. Đây con kia là con gì? Con cá chị Tâm. Chị của em đó. Bà nào ở bên đây không biết. Bà nội này ở đâu á? Thủy thì giờ là ở đâu không biết, phải ở Việt Nam. Đâu có chung nhà đâu. Ở Việt Nam không có biết. Đâu có chung nhà. Kìa mấy con Mỹ kìa. Bà đất ơi. Đây cá gì đây? Gạt lại đi, có lưới nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
liên quan đến sói. Nguyễn Thúc cho cuốn họng người yêu cũ Miết Kẹt Củ Chi. Em Miết Kẹt Củ Chi nha mọi người nha, em nhắc cái người yêu cũ nha, coi chừng em hút cho cuốn họng đó. Quá trời rồi đó mọi người, nhìn em đi. Đố mọi người á, em không nói mọi người á, mọi người biết em thằng Nga chết đi. Thằng Nga này nha, thằng Nga này nuốt 8 con thỏ rồi đó. Còn 2 con nữa là lũ chục luôn. Bởi vậy là thỏ đi hết trơn, thỏ tinh đi hết trơn rồi, không còn con nào hết trơn á. Ra bao nhiêu đẹp nuốt hết trơn. Bây giờ thấy chưa, người ta thằng Nga là 1m6, 1m7 là ta hớp trơn mà có 60kg hay là 50kg là mập phải không. Thằng Nga này ngộ lắm, thằng Nga này ăn cà chúng nhảy heo 80kg nha mọi người nha, thằng Nga mập. Thằng Nga ơi, con số 80 này có dừng lại chưa? À, em đang kìm đó. Thật sự là em đang giảm cân nha. Em giảm cân là em giảm ví dụ như là em giảm mà lúc em ngủ là em không ăn thôi. Thức dậy là em ăn. Đó. Hay lắm, người ta nói em giảm cân hoài mà sao mà em càng ngày càng tăng cân. Hồi đó là hồi xưa là em 83kg. Em vô đồ em cũng gán giảm cân exercise dữ lắm, 75kg. Cái xong cái giờ cái buông sổ quá giờ lên lại 80. Chui luôn. Ngày mai giảm cân tiếp, chút xíu nó về giảm cân. Chút về là em đi ngủ là giảm cân liền. Đúng rồi, ngủ là giảm cân. Còn thức dậy là em ăn. Thức dậy là em ăn. Giới là giới với hình tượng nhân vật tối nay là mọi người. Hàng Nga nha mọi người. Vậy Hàng Nga dễ thương nha mọi người. Đây là cái ông chị Hàng Nga trong tương lai với mọi người là ăn thịt thỏ ghi thịt mới lớn. 8 con. Ăn hết một bài thỏ trên cung trăng luôn. Cho nên là chị Hàng Nga hơi chọn xíu này mọi người. Thỏ tinh tí hết trơn rồi, giờ không còn con nào trên cung trăng hết trơn. Sắp tới à, ồ, đúng rồi.